Dạ thì Hải xin kính chào toàn thể cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hải nha. Hiện tại thì Hải cùng với tất cả các anh em đang có mặt ở dưới Long An, nói chung là ngay chỗ đường đi vào nhà của anh Nhật của chú anh chị. Thì hôm bữa là tất cả các anh em cũng đã có quay phim chia sẻ lên cho cô chú anh chị mình biết về cái thông tin người vợ đã về với các con rồi, về với anh Nhật rồi. Đó là một cái niềm vui mà rất là lớn luôn, không có một cái lời lẽ nào để mình chia sẻ là mình nói trong lúc bây giờ nữa, rất là vui luôn. Thì sau rồi á thì không biết là có nguyên nhân cũng như có lý do gì phát sinh nữa ra hay không mà anh Nhật lại gọi cho Hải cũng như tất cả anh em có cái sự việc gì đó. Nên khi mà hay tin thì Hải cùng với anh em đang có mặt rồi đi xuống, và khi xuống thì cũng có chuẩn bị một ít đồ. Thì khi mà xuống đây thì gọi cho ảnh thì ảnh kêu là anh đang đi, em cũng có đi vào phía bên trong của chú anh chị. Thì vô thì cũng mua một tí xíu hủ tiếu rồi để cho các bé ăn. Thì trước khi mà chia sẻ với các bé thì các bé kêu là rất là đói luôn, không có cái gì để ăn. Các bé đi ăn phở thì coi như là các bé mừng muốn rơi nước mắt luôn của chú anh chị ạ. Thì thấy nó rất là cảm thương luôn. Mình không nghĩ rằng là từ trước đến giờ mà các bé chưa được sử dụng một cái món ăn ngon như vậy. Đó thì ngày hôm nay thì trong khả năng của cả anh em thì mình á, thì mình chỉ có thể lấy cái ổ bánh mì thôi, ngậm ổ bánh mì đi cho nó nhanh. Thì từ ở trên Sài Gòn mà xuống tới chỗ của nhà anh Nhật á, thì cũng rất là xa luôn. Nên khi nhận được cuộc gọi vậy là tranh thủ tấp tức đi xuống liền luôn. Đó. Thì trong video ngày hôm nay khi mà ghé thăm các em con của anh Nhật, các cháu xong rồi á thì sẽ hỏi thăm tiếp có những cái điều gì xảy ra trong mấy ngày qua về câu chuyện của vợ chồng. Thì bắt đầu Hải sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị mình trong video ngày hôm nay nha. Trước tiên thì cô chú anh chị mình yêu quý mến Hải thì hãy cho Hải xin một lúc like, một lượt subscribe đăng ký kênh nha. Vâng, nếu được thì cô chú anh chị cho một lượt chia sẻ cũng càng là cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Hiện tại thì đi trời nó rất là nắng luôn, đi khá là xa. Bánh mì đây của chú anh chị à. Đó, đi thì tranh thủ nên cũng vừa có ăn sáng nữa, chỉ có mua ổ bánh mì để kịp để nhét dạ thôi, chống đói đó. Đây trước mặt của chú anh chị mình là nhà của anh Nhật. Đây con đường thật sự là khá là quen thuộc luôn. Dù gì đi chăng nữa thì cái lỗi lầm thì nó cũng đã xảy ra rồi, mà bây giờ thì cái quan trọng nhất là cái quá khứ cũng như là cái hiện tại thì mình phải trân trọng nhất, đúng của chú anh chị. Chuyện gì sai thì cũng đã sai rồi, nhưng mà bây giờ mình phải cần có cái thì tha thứ. Ôi phía bên này như đám giỗ. Đông vui quá trời luôn. Nay đám gì mà? À đám giỗ hen. Dạ thưa cô. Các con đâu? Nè chú nè chú ăn nè. Ra đây. Ra đây con. Đây con gái. Ba nói khỏe không? Khỏe. Dạ. Bà nội ơi, hôm nay ngày gì mà vui dữ bà nội? Nay là đám giỗ bà già của ông nội. Dạ con xin lỗi nha, con không biết. Không trời, con không biết. Tại vì con tưởng đâu là cái ngày hôm nay á là đón nghe nói là Hạnh chuẩn bị về, cho nên là bà nội làm cái tiệc để ăn mừng Hạnh về chứ. Không hả? Hỏi nó ra đường mà hỏi cái bà già già không? Về mày về hỏi nó không bao giờ cũng trả lời. Dạ. Nó nói với bà. Ông chui rồi biện mấy quá giờ. Con Hạnh nói xấu Nhật Nhật khóc quá trời khóc luôn. Khóc trời luôn hả? Dạ. Đi mà còn nói xấu không, để cho con khổ còn nói xấu ông già. Dạ. Vợ nó xấu. Rồi dạ. Tức rồi ơi Nhật khóc. Dạ. Rồi con cảm ơn. Nửa đêm nửa hôm là phải có vấn đề mới đi nửa đêm nửa hôm. Dạ. Người ta đánh giá là vậy thôi. Vậy là ông nội từ cái bữa đó nhìn thấy cái hình ảnh với lại cái biểu hành động của Hạnh với lại mẹ Hạnh như vậy thì ông nội là tin chắc rằng là Hạnh sẽ không về hả ông nội? Thì
có Hạnh này không biết sao, còn má má con Hạnh thì không biết, không cho gì. Tôi biết gì đó, không cho con Hạnh gì. Dạ thì bây giờ mình hy vọng là Hạnh thôi. Chứ còn má thì sao mà lo được hạnh phúc gia đình của bên Nhật được. Bà sợ Hạnh ở lại, bà la Hạnh nói này nói nọ tùm lum. Dạ. Bởi vì tôi nó thiệt, vì năm đứa cháu, không năm đứa cháu tôi hất ra ngoài luôn, nó thiệt. Dạ. Dám nói là, cho bà nghe đó. Nhưng thiệt tôi nhịn tôi lục bảo quá rồi. Chứ bà đừng nói làm chắc mà còn làm giống chị hai người ta nữa. Để ra, kêu người ta đang nghỉ rồi. Người ta bình luận là nói sao đi mà ra là bỏ chồng dẫn chồng ra đi mà sao không ẵm con mà đi nửa đêm nữa không? Sáng ngày người ta đi có sạch sẽ không? Nói là con giờ ở dựng được con là con đi. Không nói mà để tội tình gì mà đi phải đi nửa đêm nữa không? Dạ con chào nội nha. Bây giờ hiện tại là khi mà cái sự việc nó diễn ra đó nội, thì hôm qua các anh em cũng đã đưa là coi như Hạnh là con dâu của nội về. Đó, nội là nội năm đứa trẻ nha cô chú anh chị. Thì đây là ông nội. Thì theo như ông nội nhận xét về cái vấn đề mà coi như các đứa trẻ khóc mà coi như con dâu của nội vẫn bỏ đi thì nội thấy như thế nào nội? Thấy buồn lắm sao? Dạ. Thấy khổ lắm mấy con với nhịn nhục á. Dạ. Ông bao mình ở ông bữa đâu. Rồi, nội đã khóc cô chú anh chị. Khóc mày. Ông bà hai đứa ra sao đứa trong bệnh đi. Có đứt luôn. Anh hai nó mới chút rồi đây, anh hai chậu đứng cứu anh hai. Lại đây nè, được không? Đó, nó thiệt. Có người gì mà ác quá đi chứ vậy đó. Ta là đừng tạo như mình lại cái khổ lên đi. Qua đây còn chửi mắng người ta đó. Ai mà chửi mắng gì nó à, nó xấu quá trời, cái này là nó nói này nói nọ, tôi ngồi tôi hôm nay tôi bệnh hoạn, tôi không muốn nói, nhưng mà tôi nói thôi chạy, tôi phải chịu đòn để cho con Hạnh với thằng Nhật coi nó có hai đứa nó có gì coi nó trả lại hay không, chứ mình mà giận mình nói cái nó hư bầu cửa đường, chứ con Hạnh nó nhiều cái chuyện tôi nói lắm, nó thiệt. Nó chơi mà tôi giận bỏ qua luôn, con dâu phải kể lỡ là nó nói hơi nào chậm đất tụi nó uống nước nó để rồi về cái nó đi lâu về cái thấy lon để lon không á, nó không khốn nạn nào uống nước để lon vậy nè. Trời đất ơi, có gì á, có gì đó con. Đây là bài giống chưa thật cái giáo luôn. Mà tôi không muốn nói bên đây tôi nói cho tôi biết. Thôi bây giờ là ông có bao nhiêu sự tâm sự nào đó ông cứ chia sẻ đi không? Kể cho ông nó. Bây giờ nó đi bây giờ tôi nhờ mấy chú là kêu nó trả lời gì con nó năm đứa mà nó không trả lời thì thôi tôi cũng buông tay luôn chứ tôi đâu có bắt buộc được, nhưng nó dự bản là người ta nhất định là bỏ cháu bỏ chồng bên bỏ cháu bên bỏ chồng, tôi thấy vậy thôi tôi cũng buồn lắm đó thiệt. Dù gì người lớn cũng phải thông cảm cho con cháu nó, còn cái này chấp đứa luôn người bà trong bụng không có tha được nó khóc luôn mà nó nói được đủ thứ bỏ đi nó quan thằng Nhật cái đâu nó phải như mà hai đứa nó gây lộn thì sao ấy, thì tôi nói nó giận Nhật nó đi nửa đêm mà không hôm nay nó ngủ ở nó ngủ riêng Nhật nó nằm ở trong buồng Nhật nằm ở này nè đó, rồi con nhỏ gót con mũi gì đó nó bệnh rồi cái chừng mà con nhỏ nó khóc cái nó con khóc nhau không dỗ nó Hạnh này kia rồi bắt đầu cái vô trong cái giường mất liều mất hết luôn tôi sáng luôn là tôi hỏi rồi sáng là tôi hỏi tụi nó tôi nói con ngủ rồi mẹ con đi đâu vậy, nói mẹ con đi đâu ai biết nè, đi đâu hồi tối giờ mất liều rồi nó nói con cái gì vợ chồng giận lộn hả là cái gì á, sáng ngày nói tôi với bà đi nói à con thì anh làm vậy đó con không có ở với anh được, bây giờ con với anh buồn quá con phải ra đi ngoài thời gian, thì nó nói đi rằng và tôi có cái phương cách nào để mà tôi giải quyết, còn này nó không nói giá tự nhiên nó cuốn đồ nó đi 9-10 giờ kia, ủa vậy sao rồi mẹ nó giặt đồ giặt lạc nó cũng ngắt nước luôn, nó tắt nước cho bà vô đặng cho nó đi. Mà tôi thấy là có cái bóng bừng ông tướng đâu là cái thằng cắm ếch ai già đâu tình nhân nó có biết đâu rồi đi xuống cái này nó dám đi 9 giờ đi tôi hồi tôi giặt vô tôi coi là mưa trên đường mà nó 9 giờ bà qua đây bà chửi vợ tôi biết nhiều nói mà tôi nói bà chửi rồi chạy đó đâu còn nấy chứ không có mất mát gì vậy đâu á, bà chửi đã đi đó. Rồi mai mốt nổi Hạnh
tôi gần con Hạnh nữa, nó nói là Hạnh ơi, tội tình gì là con phải đi nửa đêm nữa không con. Đó, cha mẹ có nói gì con buồn không? Hai thằng giật nó cái làm cho con buồn. Nếu cái chuyện gì con buồn, sáng ngày con nói đi. À, cha mẹ là con buồn này nọ giờ thôi, giờ con sẽ không, con không ở đây nữa, con đi ngoài kia đâu. Nó đi đi ra sợ con khóc con la. Nó con khóc con la gì? Còn hơn con nó bệnh rồi nó bỏ nó đi. Sao nó vừa sao? Nó mày sốt nè. Tôi ra ngoài hạn chế tôi kiếm ra ngoài, người ta nói thôi con dâu bà cũng không vừa gì, bây giờ giải quyết đi, con cháu bà cũng khổ quá thì tôi cho tiền cũng thừa. Mà hồi xưa khi mà chị Hạnh ở đây á, ông nội, thì ông nội có thương chị Hạnh không? Kiểu như cái tình thương của... Tôi được cà phê, cà pháo, tôi đã gạt tôi già thiệt. Nhưng mà tôi mua cà phê, tôi cũng cho lòng Hạnh Nhất, tôi xin lỗi, tôi chưa cho Hạnh Nhất nha. Tôi mà tôi cho con dâu tôi tính nó cũng như con gái thôi. Tôi đem lần hai bịch tôi cho sáng ngày, em cho uống hoài, con cháu tôi cho uống hoài cái gì, bánh trái rồi tôi cũng cho. Tôi nói thiệt, nằm khi thậm chí mà tôi có cái gì tôi đem tôi cho tụi nó, còn khi nó có gì nằm khi nó ém nó ăn hết, nó không cho tôi nữa. Tôi nói thiệt, nhiều cái tôi cũng buồn lắm thiệt, tôi nói bà này hoài buồn. Tôi nói ăn miếng ăn không tới đâu, mà cái gì một khứa cái gì cũng là đủ của mình rồi. Còn nó biết có hiếu là một khứa cái cũng được rồi, đâu phải tôi để ăn cái dĩa đâu mà tôi nói. Đất qua đồng trộn á. Rồi ngày hôm qua chị Hạnh có về thăm mấy bé với gặp anh Nhật để là trao đổi. Vì bữa kia. Dạ. Thì trước khi mà hỏi về cái vấn đề đó thì con muốn hỏi thăm là chị Hạnh về có chào hỏi ông nội với bà nội không? Thì về tôi đứng đây và bà anh đó cũng đặt đầu ra mẹ đi rồi đó. Dạ. Nói chung như vậy là cũng là chào rồi. Thì cũng là gật như vậy. Chào. Dạ. Thì cái đó mình không có chắc biết được. Nhưng thấy mà chị... chưa. Các cháu đến đây làm cái công việc này á, thì cũng chỉ mong làm sao để mà kiếm được vợ của Nhật về, để mà chăm nom cho các con, để giữ được cái hạnh phúc gia đình. Thì hôm bữa có về rồi thì tụi con cũng cảm thấy khá là vui, tưởng đâu là Hạnh sẽ ở đây. Rồi cuối cùng Hạnh cũng đi thì anh em cũng cố gắng là đưa cả Nhật với lại hai đứa con của Nhật đi qua đến tận nhà ông bà ngoại luôn, để Nhật cũng có nói chuyện với ông bà ngoại, rồi sau đó là nói chuyện với vợ. Thì về cũng thấy rất là vui tươi rồi. Thì con nghĩ đâu là chắc là cái kết có tốt đẹp rồi. Nhưng ngày hôm nay con vô đây thì con lại thấy ông nội nói như thế này thì con cảm thấy là lại khá là buồn nữa. Mà không phải riêng gì con buồn mà chắc là cả cộng đồng người ta cũng buồn. Thì ông nội là năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông nội nha? 70 rồi. 70 mà con thấy ông nội cũng già và yếu rồi ha. Ông nội có bị bệnh gì không ông nội? Không, bệnh đó mà. Tết nay bệnh ăn uống đâu có gì được đâu. Giết ốm nhôm cái quần nãy bận lông lét bận luôn. Ủa sao nay ốm dữ nè. Chuột quần luôn. Dạ. Thì nói chung là... Bệnh da đâu á. Dạ. Dạ nói nhiều quá nó cũng mệt nữa. Dạ. Sức khỏe thì đã yếu rồi. Thận nữa. Trời ơi cái thận nó đau biến chứng đủ thứ. Dạ. Thì sức khỏe của nội cũng đã yếu rồi mà bây giờ lại xảy ra cái trường hợp con cái như thế này thì cũng không biết là chắc là tâm trạng của ông nội là khá đau buồn. Đúng và buồn cộng với nhưng mà tôi để cho bà nói chứ tôi bệnh trong người tôi nó bạch bạch hoài đâu phải cái người mạnh được. Thôi với tôi nè trước bệnh da nè đỡ lối hôm nay làm người nay khô nè. À cái chân của ông nội nó da bị là bị bệnh gì ông nội? Bị mục nước gì đó. Mục nước ha. Nổi một cái này cái mẻ da nếu mình không uống thuốc không sức thì nó lỡ luôn. Dạ. Yeah. Mà là cả người luôn hả ông nội? Cả người luôn. Thấy rằng là cái câu chuyện này nó lại càng ngày nó càng cảm thấy nó căng thẳng
và có khả năng lại buồn đối với tất cả chúng ta rồi đấy. Rồi thì ông nội cũng đang mệt, cho nên là ngày hôm nay cũng có đám giỗ ha. Thì thôi ông nội, mệt thì ông nội nghỉ đi ha, tụi con chỉ phỏng vấn như vậy. Thì đó là cái... Cảm ơn mấy chú không? Dạ. Của ông nội mọi người. Đã mẹ con đã chặt rồi, nếu đi đêm hôm là phải chặt rồi. Người ta cho rằng đi một đêm là con người là không đúng. Cái gì vậy? Đi sáng trận đi, trời sáng ngày. Con nó đeo gì? Đeo vừa không có người ở ra. Vậy thì đội thừa nó rất đeo đi không được. Chặt rồi, hơn nhỏ mình mà quá đi thành hạng. Về mà thì con cũng nghe như vậy, mong muốn vậy đó, nó trở về đó.
nó về nó lo cho con nó cũng mừng vậy. Để chồng nó tạo mà. Thì bây giờ thì thôi thì mọi chuyện nó vẫn đang còn phía trước. Và Hạnh cũng chưa có là lên tiếng nói rằng không về hay này kia, thì để tí nữa là con hỏi anh Nhật xem mấy ngày hôm nay có liên hệ với vợ hay không, rồi tình hình nó đến mức độ như thế nào rồi. Thì ông bà nội cũng bớt lo lắng chút xíu, thì cái sự bức xúc của mình thì biết là có rồi. Nhận xét để coi nó có hồi tăng không, có suy nghĩ rồi, suy nghĩ không.
con rồi nó cũng như sợ dây mà tàn buộc mình rồi, mình đừng có tháo ra là không có được. Nên họ nói là trên đời họ nói là cái câu mà có con rồi cũng như cái dây mà ràng buộc là không bao giờ hai người mà coi nhau được, coi nhau rồi cái ngó con khổ, mình ngó con khổ, nó thành ra người lớn đâu khổ, người lớn nó khổ, nó nít cho con mình nó người lớn khổ. Đường ba là đó, hai đứa nó ra ngoài đó, nó con ngồi đi con đợi mẹ về, trời đất ơi tôi rớt nước mắt luôn á. À, mẹ chồng tôi khó này nọ rồi, tôi đi ra nó buộc đủ thứ vô rồi. Dạ. Thấy khổ không? Bởi nó lại ở chung nhà không sao, đi ra cái là có chuyện rồi. Nó ở đời nó vậy đó, tôi nghĩ vậy đi. Đi ra là kiếm tiền này chứ nói xấu rồi. Đúng rồi. À, thì anh em đã làm xong rồi công việc. Thì bây giờ cô chú anh chị mình cũng đã xem video, xem clip thì cũng đã nắm bắt được một phần nào đó về cái câu chuyện về anh Nhật và chị Hạnh rồi cô chú anh chị ạ. Thì cô chú anh chị mình sẽ là cái người nhận xét và đánh giá cá nhân của Hải cũng như tất cả các anh em chia sẻ cái thông tin này lên thì cũng không có nhận xét và đánh giá điều gì hết. Mọi cái nhận xét đánh giá của cô chú anh chị mình có thể để ở phía dưới bình luận của video thì Hải sẽ luôn luôn đọc và lắng nghe những cái sự góp ý của cô chú anh chị mình. Thì nãy giờ video clip của Hải quay chia sẻ về cho cô chú anh chị mình câu chuyện của gia đình anh Nhật và chị Hạnh thì cũng đã khá là dài rồi. Bây giờ thì cũng đã xế chiều rồi cô chú anh chị ạ. Thật sự là bây giờ cũng khá là mệt, mặt trời nó xuống núi rồi cô chú anh chị mình có thể nhìn thấy. Đi một chặng đường cũng khá là xa, bây giờ anh em phải lội bộ ra phía bên ngoài lại. Thì mong rằng cô chú anh chị và các bạn khi mà xem được video clip ngày hôm nay của tất cả các anh em quay chia sẻ cái câu chuyện này lên thì mong rằng cô chú anh chị sẽ yêu quý và ủng hộ cho Hải. Thì cho Hải xin một nút like, một lượt đăng ký kênh cũng như là cho Hải xin một lượt chia sẻ nha. Hải chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Và đây là cái con đường chú anh chị mình xem, con đường nó khá là nhỏ, đường này nó chỉ tầm khoảng 40 thôi à. Đó, đi rất là xa. Đó, nhà anh Nhật là nằm tích ở phía đằng mặt cái chỗ mặt trời đó cô chú anh chị. Đấy. Bây giờ là phải đi ra ngoài lại thì anh em mới có thể lấy xe mà chạy đi về kiếm cái gì đó để ăn. Tại giờ thì khá là đói rồi. Rồi một lần nữa thì Hải cũng xin ông bà mình rất là nhiều nha. Hải xin phép được kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video clip sắp tới. Cho Hải xin một nút like, một lượt subscribe đăng ký kênh nha. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Xin chào, bye bye.